Xuân Hiền và Tuyết Anh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi Nhịp Sống Ngày Mới của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022, rất nhiều tin tức nổi bật được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong 30 phút tới đây. Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 năm nay đang diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng, hôm qua giải đua ghe ngò khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần 5 được diễn ra. Với 54 đội đến từ các tỉnh thành Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Sóc Trăng, giải đua ghe ngò lễ hội Ốc Ông Bóc năm nay được xác nhận kỷ lục có số ghe và vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay. Nhịp Sống Ngày Mới sáng nay còn những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, trên báo Vietnamnet đề cập đến dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội vượt ngưỡng dự báo, thêm 1.300 ca mắc, tiến gần đến đỉnh dịch, nhiều ca nặng có biến chứng như suy tạng, tràn dịch, chảy máu. Nhà chuyên môn dự báo nguy cơ ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Trong dự thảo về đề cương luật sửa đổi bảo hiểm xã hội lần này, cơ quan soạn thảo đưa ra phương án người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì chỉ được rút phần mình đóng vào quỹ là 8% thay vì là nhận 22% như quy định hiện nay. Còn phần của người sử dụng lao động đóng chiếm 14% để lại quỹ và sử dụng theo nguyên tắc chia sẻ. Hiện phương án này vẫn đang tiếp tục được bàn luận làm sao để tránh gây sốc cho người lao động. Trong dự thảo lần này cũng nhấn mạnh đến việc giữ lại 14% tiền đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động. Số tiền này được dành cho người lao động khi quay trở lại và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Ông Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc đề xuất rút sổ bảo hiểm xã hội một lần sẽ cần cân nhắc có lộ trình, song tiền này vẫn là của người lao động. Vào chiều qua, thảo luận tại tổ về luật giá sửa đổi, nhiều đại biểu nêu quan điểm về việc có nên tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên báo Thanh Niên có bài viết liên quan đến nhận định của đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông. Việc điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu rất có vấn đề. Thống kê cho thấy một năm qua mặt hàng dầu trích lập nhiều hơn nhưng được bù ít hơn, còn xăng trích ít hơn lại được bù giá nhiều hơn từ quỹ. Bây giờ chị Tuyết Anh cập nhật các tin nóng để gửi đến quý khán giả. Xin mời chị. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin ông Hồ Quang Cua, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, Sóc Trăng, nghi ngờ giải nhất gạo thơm TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít là thuộc gạo ST24 do mình lai tạo, yêu cầu đình chỉ và điều tra lại kết quả cuộc thi gạo ngon nhất Việt Nam năm 2022. Hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Chủ tịch VFA cho biết, ban tổ chức sẽ giải quyết khi có yêu cầu chính thức. Đây là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm nay, diễn ra ngày 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía đại diện bộ phận truyền thông của tập đoàn Thái Bình Xít cho hay, giống gạo TBR39 đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam năm nay, được trồng rộng rãi từ năm 2019 và có mặt ở các tỉnh ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, Cà Mau. Gạo TBR30 bán nội địa chứ chưa xuất khẩu. Trước đó, ông Hồ Quang Cua cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị ban tổ chức đánh giá lại nguồn gạo của các đơn vị sử dụng để dự thi, xem có việc sử dụng loại gạo của người khác được bảo hộ sở hữu trí tuệ để đem đi thi hay không. Cha đẻ gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới năm 2019 cho biết không công nhận kết quả công bố và gửi lại giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng cho ban tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam năm nay. Chúng tôi còn thông tin vụ việc này khi có kết quả mới nhất. Thưa quý khán giả, chiều qua, một cửa hàng điện thoại trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy, nơi xảy ra cháy nhà san sát nhau khiến người dân sống nơi đây lo lắng, hoảng sợ. Thời điểm phát hiện hỏa hoạn, một số nhân viên trong tiệm điện thoại tháo chạy ra ngoài, huy động bình chữa cháy mini ở các cửa hàng bên cạnh dập lửa. Do nơi xảy ra cháy có nhiều cửa hàng khác nằm sát bên cạnh khiến nhiều người lo lắng,
khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong cửa hàng bị cháy hư hỏng. Lợi dụng việc người dân thường để xe ngoài sân hoặc là gian đường, đối tượng này nảy lòng tham từ Hà Nội di chuyển vào tận Thanh Hóa, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp camera lùi, logo ô tô bán lấy tiền tiêu xài. Nhưng đêm đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, hành vi vi phạm nhanh chóng bị lực lượng công an tóm gọn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Quách Trung Sáng, sinh năm 1982 ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp. Bước đầu, Sáng khai nhận đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa chơi, thấy người dân thường để xe ô tô ở ngoài lòng lề đường, dĩa hè vào ban đêm mà không người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp logo và camera lùi của những chiếc xe ô tô này, đem ra Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài. Được biết, Quách Trung Sáng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cũng mang trong mình 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Nhưng vì để có tiền tiêu xài mà không phải làm việc, đối tượng này lại ngựa quen đường cũ, cuối cùng nối dài thêm danh sách bất hảo của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Huy, sinh năm 1990, trú tại khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 11, lực lượng công an tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Trải, sinh năm 1961, trú trên địa bàn, vì việc bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm một cặp gốm sứ hình voi trị giá khoảng 5 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Lê Thanh Huy được mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Huy thừa nhận, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, rủ Lý sống lang thang, trèo rào đột nhập vào nhà lấy cặp gốm sứ hình voi của bà Trải, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại Đà Nẵng, hàng trăm hộ dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vẫn đang phải sống trong lo âu thấp thỏm. Bởi sau trận mưa ngập chưa từng có vào giữa tháng 10 vừa qua, thì hầu hết nhà cửa bị ngập sâu. Tình trạng này thì có thể tái diễn do khu vực này nằm trong quy hoạch dự án ga đường sắt nhưng đang treo gần 20 năm. Do ngập hoàn toàn trong nước nên nhiều ngôi nhà tại đây gần như mục nát, tường hỏng, mái dột cũng phải che đậy bằng những tấm ni lông tạm bợ. Các tổ 46, 47 của phường Hòa Khánh Nam được xác định là rốn nước trong trận mưa ngập lịch sử hôm 14 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng. Mực nước được xác nhận chỗ sâu nhất trong trận lụt lên đến 3-4 mét. Hàng trăm hộ dân thất thanh tiếng kêu cứu trong đêm. Dự án treo gần 20 năm và chưa biết khi nào mới có thể hoàn thiện, khiến hàng trăm hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch này không thể sửa chữa nhà cửa. Hàng loạt bế tắc đang tiếp tục đẩy cuộc sống của người dân dùng quy hoạch treo đến gần hơn sự khó khăn và càng thêm cam go nếu thiên tai không may ập đến. Thưa quý khán giả, tục ngữ có câu an cư lạc nghiệp. Khi có chỗ ở ổn định thì gia đình, việc xây dựng sự nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà thời gian qua, việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn được nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, thực tiễn chưa đáp ứng được so với nhu cầu. Vấn đề này được đưa ra trong rất nhiều cuộc họp, hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, gần nhất là phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Các câu hỏi của các đại biểu đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm nóng nghị trường. Tất cả đều mong những chính sách, giải pháp thiết thực để nhà ở xã hội đến với người có thu nhập thấp. Những ngày này, nhiều cây lộc vừng bên bờ kênh Du Lộc Thị Nghè, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào mùa thay lá. Con đường được phủ kính lá vàng, kết hợp với tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh mùa thu hiếm hoi ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà người dân chỉ biết đến hai mùa mưa nắng. Một đoạn đường trồng cây lộc vừng dài khoảng 1 cây số trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ cầu Thị Nghè đến cầu Điện Biên Phủ, những ngày này đang vào mùa lá đổi màu, tạo nên khung cảnh mùa thu vàng ươm một góc trời. Lá cây lộc vừng khi khô rơi xuống và phủ đầy trên những thảm cỏ xanh. Hai hàng cây xanh cùng với lá vàng rơi xào xạc dưới tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh dịu dàng lãng mạn của mùa thu ngay giữa lòng phố thị.
Cảnh tượng này được nhiều người ví von giống như mùa thu Hà Nội hay Hàn Quốc mới có. Vào mỗi sáng, rất đông người trẻ, các gia đình tìm đến săn lá vàng rơi và chụp ảnh. Theo người dân, khoảnh khắc này chỉ có một lần trong năm và kéo dài gần nửa tháng. Được mệnh danh là biểu tượng của mùa thu, phong đỏ thường có nhiều ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay ở Việt Nam cũng có rất nhiều điểm để ngắm lá phong tuyệt đẹp. Đó không đâu khác chính là Đà Lạt, một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất nước ta. Tháng 11 này cũng là thời gian mà lá phong ở Đà Lạt vào giai đoạn đẹp nhất. Phong là một loài cây nổi tiếng và được coi là biểu tượng của mùa thu, của tình yêu hay sự lãng mạn. Lá phong thường có hình chân vịt, có gân và răng cưa. Lá thường có màu xanh khi còn non và chuyển dần sang màu vàng, cam, đỏ theo nhiều sắc độ khác nhau khi sang thu. Cây phát triển nhanh, đặc biệt là ở những nơi có khí hậu ôn đới hài hòa nên khá thích hợp trồng ở Đà Lạt. Những địa điểm tập trung nhiều cây phong tạo thành rừng lá phong chủ yếu là ở khu vực Hồ Tuyền Lâm, đỉnh Sam Son, đỉnh Lan Biang. Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng những rừng lá phong nơi đây là bắt đầu từ cuối tháng 8 đến hết tháng 11. Lúc này lá phong đỏ như nhuộm đỏ cả một vùng trời. Dưới đất, dưới các gốc cây, lá cũng bắt đầu rụng lác đác, tạo nên khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Theo nhiều du khách, khoảng thời gian trong ngày thích hợp để tới thăm những rừng lá phong ở Đà Lạt là buổi sáng từ khoảng 7 giờ đến 10 giờ hoặc buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Và nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.